chào tất cả các cô chú, các anh chị online trên toàn quốc. Hôm nay là phiên ngày 14 tháng 10 nhé. Em giới thiệu cái dòng phi điệp Phú Thọ Ngoại Thân Mù Ná Nhựa các bác nhé. Hàng của Phú Thọ vẫn đang đi ngọn đấy các bác này. Giờ em xuất bắt đầu đến xuất cuối năm rồi, phi điệp nó đã cứng thân rồi, em xuất ra phi điệp đi cho các bác sưu tầm nhé. Hình số 11. Trần diệp rất đẹp. 11 là có 5 thân. 5 thân như này các bác nhé. Nếu mà em đã thử 1-2 chậu ra để bán lẻ cho các bác sưu tầm. Ai mà lại có nhu cầu lấy cả một chậu thì em bán theo chậu. Hoặc là các bác lấy bao nhiêu thân thì em đều tách ra nhé. Hình số 11 này là 1.800.000. Chậu này 5 thân các bác nhé. 5 thân. Đấy. Thân nù lá nhựa phi điệp Phú Thọ mọi người nha. Dòng phi điệp Phú Thọ. Tầm này là xuất phi điệp là thân nó cực kỳ ok rồi. Cứng thân rồi, đanh thân hết rồi các bác nhé. Hàng vẫn đang đi ngọ. Quá đẹp. Chậu hình số 10 này cũng 1.800.000 này. Cũng 5 thân. 5 thân các bác nhé. Toàn bộ là hàng phi điệp thân mùng lá nhựa của Phú Thọ nhé các bác nhé. 5 thân 1.800.000 hình số 10. Hình số 12. Hình số 12 là 2.600.000, có 8 thân. 8 thân các bác nhá. Lá cứng ghét thân mù luôn này, đấy. 8 thân, trên này có 2 thân nữa này. Đấy. Đây là em giới thiệu những cái chậu cả nguyên chậu, còn tí nữa em giới thiệu cái hàng em tách ra một ít để có những cái chậu thì tầm. Hình số 12 là 2.600.000, 8 thân như này các bác nhá. Quá đẹp luôn. Thì có những cái chậu nó to quá thì em sẽ tách ra cho mọi người để mọi người chơi nhé. Hình số 13. Hình số 13 này là 1.500.000. Nó rơi vào 4 thân, có một thân dài nó cũng phải tầm 1 này. 4 5 hơn 1 mét đấy ạ. Cái thân dài nhất này là hơn 1 mét, còn những thân kia nó tầm khoảng 5 mét. Này nó giữ lá từ gốc đến ngọn luôn, lá cứng đét, dày cục luôn, gọi là lá nhựa đấy ạ. Hình này là hình số 13, 1.500.000, 4 thân này các bác nhé. Có nhu cầu tách em vẫn tách mà. Thì tách ra cho các bác sưu tầm, không cả một chậu thì có nhiều bác thì chơi sưu tầm mỗi loại, mỗi dòng một ít thì các bác sưu tầm ít chứ không lấy nguyên một chậu. Hình số 14. Hình số 14 này cũng 2.600.000 này. 2 4 6 cũng 8 thân các bác nhé. Phi điệp đẳng cấp của Phú Thọ nó khác rồi cả nhà. Thời điểm này là thân nó cứng thân rồi, rất là khỏe, đanh thân. Hàng vẫn đang đi ngọn các bác nhé. Lá giữ từ đầu đi ngọn luôn, hai, chơi 4, thân 6, lá. 8 thân, hình số 14, 2.600.000. Bây giờ em đây cái chậu này. Cái chậu này thì em nên tách ra từng thân. Nếu mà các bác mà lấy cả chậu này cũng được, mà không em bán theo từng thân nhé. Đây em giới thiệu này, cái thân này hình số 5 này. 450.000 cái thân ngoài cùng này các bác nhé. 1 gang này, 2 gang, 3 gang nó rơi vào hơn 6 gang. Cái này nhìn thân lá. Đây. Rất là dài, thân rất là đẹp. Hình số 5 450.000 này. Là thân này. Thân này tiếp theo là hình số 6 350.000 các bác nhé. Đây. Gốc của nó từ chỗ này, 350.000. Tiếp đến cái thân này là thân hình số 9. 350.000. Nhìn thân gốc nó từ đây. Hình số 9 350. Hình số 8 này cũng 350.000. Đây, hình số 8 đây các bác nhé. Thân nù mập. Hình số 4. À hình số 7 400.000. Hình số 7 này 400.000 các bác nhé. Chậu này là mỗi một thân em bán rồi, nếu bác nào lấy 2 3 thân thì em tách đi. Nói chung là tách theo nhu cầu của khách. Hình số 1, chậu này em tách hẳn một chậu ra để cho các bác sưu tầm này. Hình số 1 là 350.000 nhé. Đấy, lá nó xếp từ đầu cuối nha, đúng Phú Thọ. Tiếp đến hình số 2, 350.000. Hình số 3, cũng 350.000 các bác nhé, 350.000.
hình số 4. Hình này có hai thân. Hai thân cái này là em bọc nó vào để cho nó dẫn giữ cái rễ của nó về, các bác chỉ việc đặt lên chậu ấy chứ không phải là không có vấn đề gì đâu các bác nhá. Bọc vì em vừa mới tách chậu ra em bọc để giữ rễ thôi mà. Hình số 4 là 700k hai thân này các bác nhá. Bác nhìn xanh sạch này và nó ươm này. Tiếp đến đây là cái dòng phi điệp của Lào Cai, còn hai hình, còn ba hình phi điệp tím của Lào Cai các bác nhé. Bắc Hà Lào Cai hình số 25, 400k. Hình này là có một thân này, lá nó hơi bị sâu xia, sâu một tí, thân nó cũng thắt ngọn rồi. Một cái thân này nữa cộng với một cái kia trên này, hình 25, 400.000 các bác nhé. Tiếp đến hình 23 thân này 250.000. Okay. 250.000 nhé các bác nhé, 23. Đến hình này hình 26. Hình 26 hai thân 700.000. Hai thân thắt ngọn rồi, 700k. Hôm nay em giới thiệu cái mặt hàng em xuất cái lô phi điệp Phú Thọ này nhé các bác nhé. Hy vọng các bác lại ủng hộ vườn lan nhà em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Thưa với cả nhà, đây toàn bộ là những cái chậu lan thân nùa lá nhựa của dòng Phú Thọ nhé. Đấy, có những chậu rất đẹp, thì có những chậu to, chậu nhỏ, và nhỏ, có những cái giò to thì em tách bớt ra để cho mọi người, mỗi người sưu tầm một hai thân để làm giống. Và cái giống này thì càng ngày nó càng hiếm, nên ra là số lượng nó có ít. Đấy, các lá cái thứ nó giữ là nó xếp và rất dày cục luôn, thân nùa lá nhựa dòng Phú Thọ nhé. Đấy. Rất mong các bác lại ủng hộ vợ chồng em nhé. Rồi em xin chào cả nhà.